Đẹp quá, đẹp quá. Rồi, đúng rồi. Rồi, đẹp quá. Con tu ngược rồi. Con tu ngược rồi. Tu từ đây tu xuống, kéo một đường này thì kéo xuống. Thế không, cái chỉ giờ này. Giờ đây à? Ừ. Kéo từ đây kéo xuống. Cứ từ đây kéo xuống à? Ừ. Rồi. Rồi, còn thiếu một nét nữa. Hả? Một nét thiếu. Một nét thiếu chữ này à? Đây này. Chữ đây à? Ừ. Rồi. Bây giờ con coi có chỗ nào, những chỗ nào có số 4 thì con tô chỗ nào có số 4 nhỉ? Thế là con số 4 này. Rồi, chỗ nào còn số 4 nữa nhỉ? Số 4 đâu nữa? Không, ở trang này này. Con xem có chỗ nào có số 4 thì con tô nào. Chỗ này có số 4 này. Rồi, chỗ này tô rồi. Chỗ này tô rồi. Chỗ nào còn chỗ nào nhỉ? Đây này, trên đây. Số 4 đâu nữa? Đây rồi. Ừ, đúng rồi. quên quên là một cái số 4, hai cái số 4, ba cái số 4, bốn cái số 4. Đúng rồi, con tu đây à, tôi nhớ đây. Cái thuyền đó. À, đúng rồi, cái thuyền, đúng rồi, cái thuyền. Cái thuyền là gì? Thuyền bọt. Bọt. Con tô chút đúng đường con ạ, không được lệch. Không được lệch. Ừ, tô đúng thì mới đẹp. Đấy, chữ đó tương đối đẹp. Ừ. Rồi, giỏi quá, giỏi quá.